Xin cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện vẽ cái bài tập này. Đây là một cái khối V này các bạn, mà nó có cái máng chữ C đây. Đó, thì cái hình này ta có nhiều cách vẽ. Ta có thể vẽ cái tiết diện hông bên đây rồi ta ít chút dọc theo đây. Hoặc là ta có thể vẽ tiết diện hông này rồi ta ít chút theo phương này. Thì bây giờ tôi sẽ thực hiện vẽ theo cái tiết diện hông bên trái này. Đó, đầu tiên các bạn mở Inventor lên nè. Các bạn vô New nè. Đó, các bạn chọn cho tôi cái thẻ Magic nè. Sau đó các bạn lăn con chuột xuống, chọn cho tôi cái thằng Standard Millimeter.ipt nè. Đó, các bạn OK nè. Rồi, các bạn chờ nó chạy lên. Rồi, như này, sau đó các bạn sẽ vẽ cho tôi một cái hình chữ nhật có chiều dài là 60 nè. Đây à. Và chiều cao là 40 nè các bạn. Đó, các bạn chọn vô hình chữ nhật nè. Click vô đây. Chiều dài là 60. Rồi các bạn bấm tab qua. Chiều cao là 40. Đó, zoom nhỏ lại. Đây, hình chữ nhật đây. Tiếp đó các bạn sẽ vẽ cho tôi cái chỗ khối V này ha, cái V này. Thì ở đây các bạn chọn một lệnh line ha, vẽ lên đây, vẽ lên đây. Rồi các bạn ghi kích thước sao. Đây, chọn line nè. Lít đại một điểm nè. Đó, vẽ đại lên đây, rồi vẽ thẳng đứng lên nè. Rồi vẽ ngang qua nè. Đó, các bạn cứ vẽ cái biên dạng trước. Rồi xong các bạn ghi kích thước nè. Từ đây qua đây là 10 nè. Chọn vô ghi kích thước nè. Từ điểm múc này qua điểm múc này nè. Đó, này là 10 nè, nhập 10 vô. Nhập 10 vô, OK. Tương tự bên đây cũng vậy nè. Từ điểm múc này qua cái múc này là 10 nè. OK. Rồi, tiếp theo là cái khoảng cách từ trên xuống đây nè. Ở đây là 15 nè các bạn. Nha, 15. Đây. Từ cái này tới cạnh này 15. OK. Tiếp theo là đoạn ngắn này là 5 và cái bề rộng này là 10. Đây cái thằng này nè là 10 nè. Rồi đoạn này là 5 nè. Đó, đoạn này là 5 nè. Rồi. Ở đây các bạn nè, đoạn này là 10 đúng không? Đoạn này là 60. Vậy còn lại 50, 50 chia đôi 25 là khoảng cách từ cái mép này qua mép này. Đó là 25 nè. Đó. Rồi, OK chưa? OK rồi các bạn nha. Sau đó các bạn sẽ finish và edit lên chiều dài là 56 nè các bạn ha. Các bạn finish cái kết này đi. Đó, sau đó các bạn edit. Chọn vô cái thằng này. Chiều dài là edit lên là 56. OK. Đó, thế giờ các bạn được một cái khối V như vậy. Tiếp theo là mình sẽ vẽ cái cung này nè. Nha. Mình đứng bên bề mặt không trước này nè. Đây rít một cái 2D CAD nè. Ở mặt không này nè. Đó, sau đó các bạn chọn lệnh vẽ đường tròn nè. Bắt vô ngay tâm nè. Đó, kéo ra. Cái bán kính này là 18 các bạn. 18 thì cái đường kính là 18 x 2. 18 x 2, enter. Đó, thấy chưa? Sau đó các bạn finish cái CAD này đi. Các bạn dùng lệnh edit cut nè, edit nè. Chọn vô cách nè. Chọn vô cái đường tròn này. Đó, và cái distance này á, distance này các bạn chọn on nè, ha, để đục thủng từ bên đây qua bên kia luôn. OK. Đẹp chưa? Rồi, tiếp theo mình sẽ vẽ hai cái tay hai bên này. Thì mình vẽ một bên thôi rồi mình sẽ lấy đối xứng qua cái mặt tâm này nè các bạn ha. Đây, để vẽ cái cục này á, mình sẽ tạo một cái sketch nè. Đó, lên trên cái mặt đáy dưới này nè các bạn, mặt đáy này nè. Đó, tạo sketch nha, click vô sketch nè. Lên trên mặt đáy này. Rồi. Ở đây các bạn có thể để im vậy các bạn vẽ luôn. Rồi, các bạn vẽ cho tôi một cái hình chữ nhật. Có một cạnh là 32 và một cạnh là 30. Đây. Đó, trên cạnh này nè, click một điểm trên đây, kéo ra. Đó. Thì cái cạnh nào là 30? À, cạnh ngang này là 30. Nha. Đây, cái đoạn này là 30. Tap qua. Cái này là 32. Enter. Rồi.
Cái này là từ đây tới đây là 12 nè các bạn ha. Đây ghi kích thước từ cái mép này chỉ đến cái mép này. Đó, kéo hẳn ra đây. 12. Ok. Các bạn finish cái ghép này luôn. Đó, thấy chưa? Các bạn dùng lên adjust nè, nó chọn vô cái hình này nè. Đảo chiều này nè. Rồi adjust lên bao nhiêu? À, cái chiều cao này là 12 các bạn. Adjust lên chiều cao là 12. Ok, thấy chưa? Tiếp theo. À, mình sẽ đục mấy cái lỗ ở giữa nè các bạn nha. Lỗ này là R9 và sâu là 4 ly. Đây, các bạn rít hai đầy kết lên trên mặt này nè. Đó, sau đó các bạn chọn lên vẽ đường tròn nè. Đây, các bạn giống nè, giống đưa chuột ngay tâm, ngay trung điểm của cái cạnh này nè. Giống xuống này đó, hai cái, trung điểm hai cạnh, lít, kéo ra. Đó, R9 thì đường kính nó là 18, Enter nè. Thấy chưa? Finish cái kết này đi. Rồi các bạn dùng cái lệnh Edge Cut. Cut nè. Chọn vô cái đường tròn này. Và sâu xuống là 4 ly. Đó, ok. Thấy chưa? 4 ly nè. Thấy chưa? Rồi. Tiếp theo. Ở đây nha, nó bo cái cung R4 nè các bạn. R4 bên đây. Các bạn vô Fillet nè. Đó. Nhập bán kính là 4 nè. Rồi các bạn chọn cạnh này bo cung là 4 nè. Chọn cạnh này nè. Và chọn cạnh quay qua, chọn cạnh này bên hông này. Đó, các bạn apply nè. Cancel nó đi. Đó. Rồi còn gì nữa không? Ok đó. Rồi việc còn lại là mình sẽ lấy đối xứng. Đây. À, muốn lấy đối xứng qua cái mặt giữa này nè thì mình sẽ tạo cái mặt phẳng chuẩn đó các bạn. Đây các bạn bấm vô blend nè. Vô thằng này ha. Middle line between two parallel lines. Bấm vô đây. Các bạn click chọn cái mặt không bên đây, quay qua. Chọn mặt không bên đây. Đó. Nó sẽ tự tạo cho ta cái bề mặt giữa này nè. Sau đó mình dùng lệnh mirror nè các bạn, chọn mirror nè. Đó, các bạn chọn hết những cái khối này. Đó là ba cái chi tiết này nha, ba cái. Rồi các bạn bấm qua mirror lens nè, chọn vô cái mặt phẳng này. Đó, các bạn thấy nó review xem thử nè. Mình thấy đúng rồi, mình ok. Đó, thấy chưa? Rồi, sau đó mình ứng cái mặt này đi, bấm phím phải vô đây. Nha. Bỏ visibility đi. Đó. Rồi, tiếp theo mình sẽ chọn cái vật liệu cho cái khối này. Các bạn bấm vô cái dấu cộng này. Chọn vô solid 1 nè, bấm phím phải. Chọn property nè. Vô đây các bạn lăn con chuột xuống tìm cái vật liệu mong muốn. Đây, mentholith. Ok. Đây à. Rồi, các bạn kiểm tra xem coi còn thiếu gì không. Ok hết rồi đó. Rồi, tiếp theo là mình sẽ khắc chữ ha. Mình sẽ cho nó quay hướng này đi. Rồi, mình sẽ chọn cái này làm home. Bấm bên phải. Vô set current view at home nè. Chọn fit distance nè. Rồi. Đó, mình quay hướng nào đó rồi mình bấm vô cái ngôi nhà này nó sẽ quay lại cái hướng ha. Hướng home của mình đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ khắc chữ lên trên cái bề mặt này. Các bạn rít 2D kết ha, rít 2D kết lên trên cái bề mặt này nè. Sau đó các bạn chọn test nè. Click vô đây. Đó, các bạn gõ vô design by và Vuhu. Đó, ok. Đó, zoom to lên. Add kép ra. Đó, các bạn click vô cái chữ này nè, các bạn di chuyển ha, điều chỉnh cái vị trí cái chữ cho nó đẹp nhất có thể. Rồi các bạn finish cái này đi. Sau đó các bạn dùng lệnh embed nè. À, embed để khắc lên. Bây giờ tôi muốn khắc chìm nha, tôi chọn vô cái chữ nè các bạn. Sau đó tôi chọn đây, qua cái ô giữa này chính là khắc chìm nè. Rồi tôi bấm vô walk to face để chọn lên cái mặt này nè. Ý là tôi sẽ khắc cái chữ này lên trên bề mặt này. Và cái độ sâu ha, độ sâu mà nó khắc vô là 1 ly. Tôi bấm ok. Đó, các bạn thấy là nó đã khắc sâu vô nè. Thấy chưa? À, tiếp theo. Tôi sẽ chọn embed nè. Bây giờ tôi sẽ tô màu cái chữ này thành màu đỏ ha. Chọn embed, bấm phía phải vô property. À, ở đây, tôi bấm vô đây, tôi nhập chữ R vô. À, để tìm cho nó nhanh, bấm vô red nè. Ok. Đó, tôi đã tô màu đỏ nè các bạn thấy không? Cái chữ của tôi màu đỏ. Rồi, sau tôi bấm home vô. Đó. Thấy chưa?
Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn thực hiện vẽ xong cái bài tập này. Nếu các bạn thấy cái clip của tôi thực sự hữu dụng cho các bạn thì các bạn hãy cho tôi xin một like. Các bạn nhớ subscribe và share cái kênh của tôi để đón nhận các cái clip kế tiếp. Các bạn nhớ đặt chuông thông báo để đón nhận các cái thông báo mới nhất từ cái kênh của chúng tôi. Các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được các cái video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip sau.